Chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh mua bán ô tô cũ. Hôm nay ngày 12 tháng 9 2018, thì bên em mới nhập về được một chiếc Kia Morning SI số tự động, sản xuất 2016, xe lắp ráp trong nước các bác nhé. Và thì em cũng xin được giới thiệu lại, đây là chiếc Kia Morning SI số tự động sản xuất 2016, biển Hà Nội, tư nhân, một chủ từ đầu các bác nhé. Thì em sẽ đi giới thiệu qua để cho các bác cùng được biết về chiếc xe này thì rõ ràng hơn. Thì về phần đầu xe thì các bác cũng nhìn thấy thì xe đây là bản SI, có nghĩa là bản cao cấp nhất của năm 2016. Thì về phần đầu xe thì đèn pha sẽ được trang bị đèn bi cầu lồi Bojector, và thì vẫn chỉ là bóng halogen thôi các bác ạ. Và có đèn đèn LED ban ngày khá là đẹp này, cho các bác cùng xem. Đây là mặt ca lăng này, mặt ca lăng bên này là cũng vẫn đèn đèn projector, đèn bi cầu lồi nhưng mà bóng halogen các bác nhé. Thì trong quá trình sử dụng thì xe cũng có đôi chút xuất sắc, đây các bác cùng xem này. Đây là phần đèn gầm này, đây các bác nhìn tổng quan về cái gân xe này. Còn về đặc biệt chiếc bản này thì là được trang bị xi nhan tích hợp trên gương này, gương gập điện này và mặt gương chỉnh điện các bác nhé. Và tay nắm mạng chrome, đây em cho các bác cùng. Xe được trang bị vành đúc la răng R15 các bác nhé, cỡ lốp là 175/50 R15, và lốp thì còn rất tốt và chạy còn rất bền. Đây ba bu lê, cho các bác xem ba bu lê này. Đấy, xe thì có đôi chút lỗi nhỏ xước sát bên ngoài vỏ, không cháy được các bác nhé. Em sẽ đi một vòng quanh xe cho các bác cùng xem luôn. Ok, bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng cánh cửa để cho các bác cùng được xem nhé. Và đây là cánh cửa bên phụ này, các bác cùng nhìn xem keo chỉ này. Cho các bác xem keo chỉ này, vẫn còn nguyên các bác nhé. Đây là tắp ly này. Tắp ly cho bác xem. Đó. Quay vào bản lề cho bác xem nhé. Đây, các bác cùng xem từng con ốc bản lề này, vẫn còn nguyên zin này. Và vòi vo này chưa lệch lạc gì cả này. Ốc bản lề cho các bác xem một con ốc này. Đây là cánh cửa phụ đằng sau này. Keo chỉ không mất một phần các bác nhé. Đây tắp ly cửa sau này. Tiện đây thì em quay luôn hàng ghế đằng sau. Thì bản SI được trang bị ghế da màu ghi. Vâng các bác, đây các bác cùng xem này. Ba người ngồi thì cũng không chật lắm đâu, mà cũng không thoải mái lắm đâu các bác nhé. Đây cho các bác cùng xem cái trần này. Trần nỉ các bác nhé. Đó. Ok, em sẽ đi vào cốp sau cho các bác cùng xem luôn. Đây là phần đuôi xe các bác nhé.
Kia Morning SI này, xe được trang bị đèn hậu dạng bóng LED các bác nhá. Đây tất cả các giải bóng LED này. Thì chủ nhân họ cũng khá là cẩn thận đã lắp thêm được cái cản đằng sau này. Vâng. Biển Hà Nội tư nhân một chủ từ đầu các bác nhá. Đây là camera lùi này. Đó, cốp điện các bác nhá. Đây em quay trực tiếp cho các bác cùng xem này. Xe thì bên em chưa dọn dẹp nên do vậy là còn chưa được bóng bẩy để lắm các bác nhá. Ok, em sẽ đi vào cửa sau. Cửa sau bên lái. Đây cho bác cùng xem này. Xe còn rất đẹp các bác nhá. Vâng, ghế da màu ghi. Đây là tắp ly cửa lái này. Đây là hệ thống 4 kính tổng, chốt cửa an toàn, mặt gương chỉnh điện và gương gập tự động các bác nhé. Chúng ta là gập, có thể gập gương trong tay, trong xe và bấm chìa khóa thì gương sẽ tự gập. Đây cho các bác xem tiêu chỉ hơn này. Nguyên zin các bác nhé. Đây cho bác cùng xem này. Ok. Thì em sẽ vào trong để giới thiệu nó nội thất cho các bác cùng xem. Vâng, về phần vô lăng thì xe SI này được trang bị vô lăng bọc da và có rất là nhiều nút bấm tích hợp trên vô lăng. Thì cũng đây chỉ là những nút bấm để chỉnh hệ thống giải trí thôi các bác nhé. Và bên này là chỉnh cái chip A, chip B và reset lại cái chip A, chip B. Mà bên này thì có một khay điều khiển nhưng mà không có chức năng gì cả. Hiện tại chiếc xe này đang chạy được với km là 3 vạn các bác nhé. Và gần 3 bạn. Vâng. Táp lô chủ cũ họ trang bị được một cái thảm táp lô chống nóng ở trên xe. Xe được trang bị DVD màn hình cảm ứng theo xe các bác nhá. Và điều hòa tự động. Vâng. Và hộp số tự động các bác nhá. Đây có một cổng sạc này 12V. Mà đây cho các bác xem tổng quan về nội thất chiếc xe này. Chân này. Ok. Thì em cũng nói lại với các bác thì đây là chiếc Kia Morning SI số tự động sản xuất 2016, biển Hà Nội, tư nhân chính chủ từ đầu. Hiện tại bên em đang bán với giá là 358 triệu có thương lượng. Do vậy bác nào thật sự quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại 0968 831 280. Thì em cũng nhân tiện clip này em có vài lòng tâm sự. Muốn nói với các bác ở tỉnh là mong các bác ở tỉnh thông cảm giúp em. Đừng nói em bán xe cao hay là bán xe giá quá chát. Thì mong các bác thông cảm và hiểu rằng là xe ở Hà Nội bao giờ thì nó cũng giá nó cao hơn xe ở tỉnh một chút. Bởi vì cùng một chiếc xe nhưng ở Hà Nội sẽ mất thêm là 20 triệu tiền biển và 12% tiền thuế các bác nhé. Do vậy là em cũng nói với các bác một câu rằng là giá cả chúng ta có thể thỏa thuận với nhau, thương lượng với nhau để mua được với cái giá tốt nhất. Do vậy là các bác đừng bảo là em bán đắt hay như thế nào các bác nhé. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác nhớ đăng ký kênh giúp em để nhận những video mới nhất em làm về những chiếc xe mà bên em đang có để bán được cho các bác. Vâng, một lần nữa cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác.